Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối, để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước. Còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cứ đến mùa vọng, chúng ta được gặp lại khuôn mặt Thánh Gioan Tiền Hô, vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa đến. Phục vụ lời Chúa trong Chúa Nhật hai mùa vọng năm B hôm nay, cả trong trích đoạn sách Isaiah lẫn trích đoạn tin mừng theo Thánh Marco chúng ta vừa nghe, đều nói đến việc dọn đường để đón Chúa ngự đến. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đó là tiếng Thánh Gioan Tiền Hô vang lên thức tỉnh lòng người, để đón tiếp ai đó đến nhà mình, chẳng hạn bạn bè, thân nhân, ân nhân, hay đón tiếp một vị thượng khách nào đó. Thì chắc hẳn mỗi người chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng, chuẩn bị xa rồi chuẩn bị gần. Cụ thể nhất là mở mang, tôn tạo, làm vệ sinh sạch đẹp đường xá, để qua đó, qua những con đường vật chất này mà người ta có thể gặp được nhau trực tiếp, tay bắt mặt mừng. Nhờ đó mà tình nghĩa nên keo sơn. Nhưng mà ngược lại, nếu con đường bị ách tắc, bị kẹt, người ta không thể đến được với nhau, thì sẽ có nguy cơ rằng xa mặt thì cách lòng. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu con đường vật chất đã cần thiết cho con người là vậy, thì con đường thiêng liêng, con đường tâm linh còn cần thiết, còn quan trọng cho con người biết bao. Bởi lẽ con đường tâm linh chính là lối để Thiên Chúa, vị thượng khách, đi vào cuộc đời ta, và để ta dễ dàng đến gặp Thiên Chúa là Cha nhân lành, gặp Ngài bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Do đó ta cần xem xét lại con đường tâm linh của mình. Con đường tâm linh của ta đang ở tình trạng như thế nào? Có thể con đường tâm linh trong ta đang gồ ghề vì kiêu ngạo,
vì giận dữ. Có thể con đường tâm linh trong ta đang có những hố sâu vì dục vọng bất chính, ham mê danh lợi. Có thể con đường tâm linh trong ta đang rất quanh co bởi thói cau có, vùng vằng, nói hành nói xấu tha nhân. Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, cũng có khi con đường tâm linh trong ta đang rất tồi tệ, đang bị kẹt, đang bị ách tắc bởi những thói hư tật xấu, bởi những tội lỗi khiến chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân được. Vì thế chúng ta phải dọn con đường tâm linh cho ngay thẳng, cho bằng phẳng, cho hết các chướng ngại để Chúa có thể đến là điều vô cùng cần thiết. Vậy chúng ta có thể dọn con đường để đón Chúa đến như thế nào đây? Thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc sống của Thánh Gioan Tiền Hô gợi lên cho ta hai cách thức để dọn con đường đón Chúa đến. Cách thứ nhất giúp chúng ta dọn con đường đón Chúa đó là sống trong sa mạc. Cuộc sống trong sa mạc là nơi đầy khó khăn, đầy những thiếu thốn, có cả sự nguy hiểm. Những người sống trong sa mạc có thể bị chết vì những trận bão cát, vì nắng nóng, hay vì đói khát, bệnh tật, hay là bị thú dữ rình rập cắn xé. Sống trong hoàn cảnh như thế, Thánh Gioan Tiền Hô đã hoàn toàn chỉ tin tưởng cậy dựa vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Thế thì chúng ta sống giữa sa mạc cuộc đời này, thế gian này, với ba thủ vây hãm, chúng ta đang tin tưởng cậy dựa vào ai? Cho nên chúng ta cần vào sa mạc nội tâm của lòng mình để tìm lại, để khơi lên niềm tín thác cậy trông vào Chúa. Trong tĩnh lặng, trong sự cầu nguyện, trong sám hối và hy sinh mỗi ngày. Và cách thứ hai giúp chúng ta dọn đường đón Chúa đến đó là cuộc sống đơn sơ, giản dị. Thánh Gioan Tiền Hô sống trong sa mạc, ăn châu chấu và mật ong rừng, mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da. Có lẽ ở thời đại chúng ta sẽ cho những thứ ấy là đặc sản, là hàng sang, hàng hiệu. Nhưng ở vào thời Thánh Gioan Tiền Hô, những thứ ấy rất bình thường. Nó luôn có sẵn trong sa mạc, và chỉ những người nghèo khó mới sử dụng. Chúng ta biết Thánh Gioan Tiền Hô không phải là người nghèo, bởi vì ông xuất thân trong một gia đình giàu có và quyền thế. Nên nhớ ông là con trai duy nhất của Thượng tế Zacharia. Thế mà ông dám từ bỏ mọi vinh hoa quyền quý để sống đơn sơ giản dị, để đón Chúa cứu thế đang ngự đến và giới thiệu cho mọi người. Như vậy, Thánh Gioan Tiền Hô
đã chu toàn sứ mệnh dọn đường cho Chúa ngự đến bằng cả lời rao giảng, bằng cả hành động trong cuộc sống hàng ngày. Thế nên là ông kêu gọi người ta đến với Thiên Chúa, thì chính ông đã dám từ bỏ mọi sự vào ở trong sa mạc, sống cảnh thiếu thốn để sống thân tình với Thiên Chúa. Khi ông kêu gọi người ta sám hối thì chính ông đã sám hối trước. Bởi thế cho nên lời kêu gọi của ông có sức lôi cuốn mãnh liệt. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rằng, cho chúng ta nói với chúng ta rằng, mọi người từ khắp nơi kéo đến xin ông Gioan làm phép rửa, tỏ lòng thống hối để đón Chúa. Và như thế chúng ta cũng học được nơi Thánh Gioan Tiền Hô những cách thức thích hợp để đón Chúa đến với chúng ta hôm nay. Ước chi mùa vọng năm nay sẽ trở nên thời kỳ ân phúc, thời kỳ giúp chúng ta dọn sẵn con đường đón Chúa đến, hoan ơn cứu rỗi cho chúng ta bất cứ giờ phút nào, bất cứ ở đâu. Và để được như thế, chúng ta hãy theo gương Thánh Gioan Tiền Hô, sống bầu khí sa mạc trong sự tĩnh lặng, tĩnh tâm cầu nguyện, chạy đến với bí tức hòa giải để xưng thú tội lỗi. Đồng thời chúng ta sống nơi sa mạc trần gian này với một cung cách đơn sơ giản dị, với một nhiệt huyết bác ái vị tha trong cuộc sống thường nhật. Có như thế thì giây phút Chúa đến gặp chúng ta, giây phút chúng ta ra gặp Chúa mới thực sự an bình, hạnh phúc bây giờ và mãi mãi. Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn ước ao, luôn khát khao một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi.